Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Toyota, let's go places. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319 princesslife.com. Cảm ơn quý vị bạn dư mãn truyền hình Little Sài Gòn TV theo dõi phần tin tức tổng hợp trong ngày hôm nay cùng với Thanh Tâm và Đỗ Tân Khoa. Sau đây mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi qua bản tin Hoa Kỳ. Các nhân viên trường học ở Los Angeles đình công 3 ngày đòi tăng lương. Biểu tình kêu gọi truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Người gây tai nạn giết chết 5 trẻ em đã không có bằng lái. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi có bản tin chi tiết mở đầu với Thanh Tâm. Cảm ơn anh Khoa. Kính thưa quý vị, thông tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Học khu thống nhất Los Angeles đã không đạt được thỏa thuận với các nhà đàm phán công đoàn vào hôm thứ Hai và khiến các viên chức học khu phải đóng cửa các trường học trong hệ thống giáo dục lớn thứ hai của nước Mỹ vào sáng hôm nay. Giám đốc của học khu thống nhất Los Angeles, Alberto Cavallo, đã cho biết các trường học sẽ đóng cửa vào hôm nay vì vụ đình công của công nhân. Hàng ngàn nhân viên của học khu, từ nhân viên đến tài xế xe buýt trong học khu, đã đưa ra yêu cầu cho rằng học khu thống nhất Los Angeles đã có các hành vi không công bằng và nói rằng có rất ít tiến triển kể từ khi các cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng 4 của năm 2022. Các nhà lãnh đạo liên minh đã thông báo vào tháng 12 rằng các cuộc đàm phán đã đi vào bế tắc và một người hòa giải do nhà nước chỉ định sẽ giám sát các liên lạc giữa hai bên. Khi công đoàn bỏ phiếu đình công vào tháng 2, 96% công nhân của học khu thống nhất Los Angeles do công đoàn đại diện đã cho phép thực hiện biện pháp này. Khi cuộc đình công sắp xảy ra, thì các viên chức của học khu đang tiếp tục chuẩn bị cho thực tế đáng tiếc là đóng cửa trường học, trong khi vẫn sẵn sàng thương lượng một giải pháp cho các vấn đề. Và biểu tình kêu gọi truy tố cựu tổng thống Donald Trump. Một cuộc biểu tình đã tập trung bên ngoài một tòa án ở Manhattan vào ngày hôm nay để kêu gọi bắt giữ cựu tổng thống Donald Trump về khoản tiền bị cáo buộc là đã trả cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông. Cuộc biểu tình diễn ra khi thành phố New York chuẩn bị cho một bản cáo trạng có thể là đối với ông Trump về cáo buộc này. Những người biểu tình đã đọc qua một loạt các báo cáo buộc và đã được dán ở trên biểu ngữ. Họ đồng thanh nói, bản cáo trạng có tội. Đây sẽ là vụ án hình sự đầu tiên chống lại bất kỳ tổng thống Hoa Kỳ nào. Vào hôm thứ Bảy, ông Trump kêu gọi những người theo dõi trên mạng xã hội phản đối điều mà ông nói sắp là bị bắt giữ. Trong lời kêu gọi biểu tình. Tiếp theo phần tin Hoa Kỳ, người gây tai nạn giết chết 5 trẻ em đã không có bằng lái. Một tài xế 16 tuổi thiệt mạng trong một vụ gây tai nạn khiến cho 4 em khác thiệt mạng đã lái xe không có bằng lái và có thể là đã ngủ gật hoặc là bị phân tâm trước khi chiếc SUV ủi vào tảng đá và một gốc cây bên đường. Tai nạn xảy ra khoảng sau 12 giờ khuya của hôm Chủ nhật trên một con đường vắng vẻ ở New York. Những trẻ em thiệt mạng có độ tuổi từ 8 cho đến 17 trong hai gia đình thuộc họ hàng. Thông cáo cho biết là 4 nam sinh và một nữ sinh. Tất cả đều đến từ Connecticut. Theo thông cáo báo chí, một thiếu niên 16 tuổi đã lái chiếc Nissan SUV và chiếc SUV đang đi trên đường Hutchinson River Parkway ở Scarsdale, New York, cách thành phố New York khoảng 25 dặm về phía đông bắc, thì rẽ ra khỏi đường, tông vào một cái cây và bốc cháy. Cảnh sát cho biết chiếc xe không chạy quá tốc độ, nhưng tài xế có thể đã ngủ gật nên không kiểm soát được tay lái. Gia đình các em đã được thông báo và cho biết cả nhóm đều là anh chị em họ hàng trong cùng một gia đình. Một cậu bé 9 tuổi, người thứ 6 trong chiếc SUV, là người duy nhất sống sót. Khi tai nạn xảy ra, thì bé trai ngồi ở sau cốp xe, vì thế đã được băng ghế cản lại không chết.
nhưng cảnh sát đã phải đập vỡ cửa kính để lôi em ra ngoài khi chiếc xe đang cháy. Cảnh sát cũng đang điều tra để tìm hiểu tài xế tự lấy xe để lái hay là được phép của người nhà. Một trang web gây quỹ GoFundMe được thành lập để giúp chôn cất những đứa trẻ trong gia đình. Và hy vọng rằng quý vị có thể nghe được tiếng mưa rơi thật to trong khi Đỗ Tùng Khoa và Tân Tâm gửi đến quý vị các bản tin buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngoài trời mưa to và gió rất lớn. Tiếp tục với bản tin sang phần tin Hoa Kỳ. Ở tại Florida, South Beach không thi hành lệnh giới nghiêm tiếp tục. Ủy ban của thành phố Miami Beach đã bỏ phiếu chống lại việc tiếp tục gia hạn lệnh giới nghiêm một ngày sau khi thành phố áp đặt lệnh giới nghiêm qua đêm đối với South Beach sau nhiều vụ xả súng chết người. Trong cuộc họp của Ủy ban đặc biệt vào ngày thứ Hai, hội đồng đã thảo luận về lệnh giới nghiêm trong một giờ. Vậy nhưng mà cuối cùng đã quyết định không kéo dài tình trạng khẩn cấp của thành phố từ thứ Năm đến Chủ nhật. Thị trưởng là Dan Gilbert nói khi bắt đầu cuộc họp, rất ít thành phố phải đối phó với những vấn đề này như là khu vực South Beach đang gặp phải. Hai người đã bị bắn chết trong khoảng thời gian từ thứ Sáu đến sáng Chủ nhật trong khu vực. Theo Sở Cảnh sát của Miami, một người đã bị giam giữ và ba khẩu súng được tìm thấy tại hiện trường. Vào Chủ nhật thì cảnh sát đã có mặt tại hiện trường của vụ nổ súng. Trong đó thì họ tìm thấy một người đàn ông bị thương đã được đưa đến một bệnh viện trong khu vực. Nhưng mà sau đó thì anh ta chết vì vết thương quá nặng. Vụ xả súng đã khiến cho các viên chức của Miami Beach thi hành lệnh giới nghiêm đối với South Beach bắt đầu từ 11 giờ 59 phút tối vào Chủ nhật, nhưng mà sau đó thì đã hủy bỏ vào ngày thứ Hai. Trong khi đó thì nha sĩ Colorado đã bị cáo buộc là giết vợ bằng thuốc độc. Cảnh sát ở Colorado hiện tin rằng một nha sĩ đã pha vào thức uống của vợ bằng thạch tín và cyanua, cuối cùng giết chết vợ để có thể ở bên một người phụ nữ ngoại tình. Cảnh sát đã gọi âm mưu bị cáo buộc của James Reed là một vụ giết người tàn ác, phức tạp và có tính toán. Reed, năm nay 45 tuổi, đã bị bắt vì nghi ngờ giết người cấp độ 1 vào Chủ nhật hôm qua, ngay sau khi vợ anh ta trong thời gian qua đã nằm trong bệnh viện qua máy trợ thở và được rút ống. Bị can Reed sẽ ra hầu tòa vào thứ Năm để bị truy tố về tội giết người. Cảnh sát bắt đầu điều tra Reed sau khi bạn và đối tác hành nghề nha khoa của anh nói với một y tá rằng Reed đã đặt mua chất độc mặc dù họ không cần chất này cho công việc nha khoa. Tuần trước, hai ngày trước khi bà Angela được tuyên bố là chết não, thì người phụ nữ mà cảnh sát nói rằng ngoại tình đã viết cho Reed một email bày tỏ sự cảm thông về những gì anh ta đang trải qua. Reed đã kết hôn với bà Angela và có 6 người con. Ông cho biết ông đã giảng dạy với tư cách là một phó giáo sư tại trường nha khoa Đại học Missouri trong 3 năm và đã hành nghề nha khoa ở khu vực Aurora từ năm 2006. Và Tổng thống Joe Biden ký dự luật giải mật COVID. Người dân Hoa Kỳ cuối cùng cũng có thể có cơ hội để xem chính phủ biết gì về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 đã giết chết hơn 1.1 triệu người ở Hoa Kỳ và hàng triệu người khác trên toàn thế giới sau khi Tổng thống Joe Biden ký ban hành luật chỉ đạo chính phủ liên bang để giải mật các báo cáo, tình báo thích hợp. Hôm nay, Tổng thống Biden cuối cùng đã ký một dự luật để mà giải mật những gì chính phủ biết về nguồn gốc của COVID. Đảng Cộng Hòa nằm trong số nhiều tiếng nói kêu gọi Quốc hội hãy chia sẻ thông tin mà chính phủ liên bang biết được vào cuối năm 2019, đầu năm 2020 khi mà virus corona bắt đầu lan khắp nơi. Đạo luật nguồn gốc COVID-19 năm 2023 mới được ký dự định thực hiện điều đó, cho phép Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia giải mật thông tin tình báo liên quan đến Viện Virus học Vũ Hán của Trung Quốc, nơi mà nhiều chuyên gia tin rằng đại dịch là bắt nguồn. Chính quyền của tôi sẽ tiếp tục xem xét tất cả thông tin bí mật liên quan đến nguồn gốc của COVID-19, bao gồm các liên kết tiềm năng đến Viện Virus học Vũ Hán, ông Biden cho biết trong một tuyên bố. Và khi thực hiện luật này thì chính quyền của ông sẽ giải mật và chia sẻ càng nhiều thông tin càng tốt, phù hợp với thẩm quyền theo hiến pháp để mà bảo vệ chống lại việc tiết lộ thông tin có thể gây hại cho an ninh quốc gia. Kính thưa quý vị vừa theo dõi phần tin Hoa Kỳ và trước khi kết thúc chương trình thì đài Little Sài Gòn TV có một thông báo muốn gửi đến quý vị như sau. Thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới, Chiom Wang Zhang đã mở trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hoa Kỳ với nỗ lực lớn nhằm mở rộng thị phần.
Tập đoàn nhân sâm Hàn Quốc là thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới, đang bận rộn chuyển mình thành một công ty thực phẩm sức khỏe toàn cầu toàn diện. Năm ngoái, tập đoàn nhân sâm Hàn Quốc đã tung ra dòng sản phẩm Cori Select mới để đáp ứng nhu cầu cụ thể của người tiêu dùng Mỹ. Năm nay, với việc khai trương trung tâm nghiên cứu và phát triển mới tại Hoa Kỳ, họ sẽ thúc đẩy triển khai cam kết đó. Tập đoàn nhân sâm Hàn Quốc gần đây đã tiết lộ một số sản phẩm mới tại Natural Products Expo West 2023. Các sản phẩm bao gồm 5 loại đồ uống thảo dược mới làm từ hồng sâm HSW và các sản phẩm Cori Select hỗ trợ lượng đường trong máu, hỗ trợ sức khỏe cơ bắp, trẻ hóa cơ và hỗ trợ giấc ngủ và tâm trạng giảm căng thẳng là những lợi ích đang được chú ý sau đại dịch. Và với việc khai trương trung tâm nghiên cứu và phát triển, tập đoàn nhân sâm Hàn Quốc sẽ tập trung vào việc phát triển sản phẩm dưới dạng kẹo và cải tiến que thạch, thanh dinh dưỡng và bột nhằm đáp ứng sự ưa thích đặc biệt của người tiêu dùng Hoa Kỳ. Tập đoàn nhân sâm Hàn Quốc cũng tăng cường các hoạt động tiếp thị phù hợp với việc chọn nữ diễn viên người Mỹ gốc Hàn là Anjun Cho làm đại sứ thương hiệu mới của họ. Cùng việc hợp tác với một nhóm tư vấn chiến lược thương hiệu, tập đoàn nhân sâm Hàn Quốc cũng cam kết đẩy mạnh phát triển các kênh phân phối của mình. Quý vị vừa theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày của Little Sài Gòn TV. Sau phần quảng cáo sẽ là tin nổi bật với Đinh Quang Anh Thái và Hoàng Trọng Thủy. Đỗ Tân Khoa và Thanh Tâm rất cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và kính chúc quý vị có một buổi chiều thật vui, thật khỏe. Và em cũng mong rằng lâu lâu là sẽ có một cái tai nạn để anh em mình có thể đọc chung. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.